Triều Tiên tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn như một phần của hoạt động thường xuyên nhằm phát triển các hệ thống vũ khí mạnh mẽ. Nhật Bản và Hàn Quốc lên tiếng phản đối, đồng thời cảnh báo các bên cần phối hợp chặt chẽ nhằm giám sát chương trình phát triển tên lửa của nước này. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, tên lửa mang đầu đạn siêu thanh được phóng vào chiều 14 tháng 1 nhằm kiểm tra khả năng kiểm soát và ổn định bay của đầu đạn cũng như độ tin cậy của động cơ nhiên liệu rắn của tên lửa. Tuyên bố của KCNA nêu rõ vụ thử nghiệm không gây ra bất kỳ tác động nào đến sự an toàn của các nước láng giềng của Triều Tiên và không liên quan tới tình hình an ninh khu vực. Cùng ngày, Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa xác nhận tên lửa của Triều Tiên rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Tuy nhiên, ông cảnh báo Triều Tiên có thể thực hiện thêm các hành động khiêu khích trong thời gian tới. Chúng tôi tin rằng có khả năng Triều Tiên sẽ thực hiện các hành động khiêu khích hơn nữa trong tương lai bao gồm cả việc phóng nhiều tên lửa khác nhau. Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc đồng thời nỗ lực hết sức để thu thập và phân tích thông tin theo dõi chặt chẽ tình hình. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc hôm nay cũng lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Người phát ngôn hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, đại tá Lee Sung Jun nhấn mạnh Quân đội của chúng tôi ngay lập tức phát hiện và theo dõi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời chia sẻ chặt chẽ các thông tin liên quan với Mỹ và Nhật Bản. Chúng tôi cùng lực lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Đây rõ ràng là một hành động khiêu khích, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định bán đảo Triều Tiên. Trước đó một ngày, các phái viên hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã có cuộc điện đàm trao đổi và chỉ trích hành động được coi là khiêu khích của Triều Tiên. Vụ phóng ngày hôm qua cũng là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên trong năm 2024. Lần gần đây nhất, nước này phóng tên lửa đạn đạo lên lục địa Hoa Sông 18 nhiên liệu rắn vào ngày 18 tháng 12 năm 2023. Động thái diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên đối mặt với hàng loạt các nguy cơ rình rập khi khu vực danh giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên liên tục xảy ra các vụ bắn đạn pháo từ cả Triều Tiên và Hàn Quốc. Dư luận cho rằng, những động thái mang tính chất ăn miếng trả miếng mặc dù không mới nhưng diễn ra liên tục đã khiến căng thẳng khu vực leo thang